rồi mọi người cô bà con cô bác là bên chia sẻ để cảnh giác vấn đề này. Bé này nghe lời bạn bè qua xin việc làm trên mạng, bị bọn tội phạm buôn người nó bán qua bên Campuchia. Bây giờ qua 3-4 tháng không? Dạ, đã 4 tháng rồi. Bây giờ mẹ đến đây cầu cứu rồi, hiệp sĩ Nguyễn Đình Hải, nên đội Nguyễn Đình Hải đã giúp cho bé về hôm qua ha. Về hôm qua là ở nhà nó đòi là chuộc 300 triệu đồng là về đến cơ cấu Việt Nam ha. Nhưng mà nói chung ra là ở nhà làm thuê làm mướn rất là đau khổ, nên đến đây giờ được Vinh Hải là đây được Vinh Hải là làm miễn phí, không có nhận tiền bạc quà cáp hết. Nhưng mà tại vì chị này chỉ mua cho đội Vinh Hải nhưng mà nhãn đồ với trái hành long đồ nói chung là trái cây tôi rất là vui một vùng của quà cây nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa, thấy không? Cái nghĩa bây giờ chú hỏi con nè, lý do sao mà con quan tâm với ông làm là con lên trên mạng hay là bạn bè đổ con qua con lớn lên là con đi chơi với bạn bè thì đi tới đường đó thì con bắt xe bắt đưa qua tới bển luôn. Một bạn bè nào? Dạ, con đi chung với bạn thứ hai con với lại lớn lên lớn lên sớm thì con ba đứa đi chơi về chung rồi. Hai đứa về trước, con thì đi bộ về sau, thì con bắt nó xe đi qua tới bển luôn. Hai bác? Dạ, Thắng. Anh Thắng này là nhà ở đâu? Dạ, ở bên Biên Hòa. Ủa, anh Thắng này cô quen sao? Dạ, anh Thắng này cô quen sao? Dạ, bạn của cũ con hả? Dạ, thì con kiểu là không còn đi làm nữa thì một lúc con đi qua tới bển thì ảnh của em ở bển luôn. Anh Thắng bắt đi hay là bạn anh Thắng bắt đi? Anh Thắng bắt đi và anh vô bỏ luôn. Bắt vô bỏ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ nhà phải báo công an. Báo anh đi chi anh Thắng thì anh bắt anh bán vào bệnh. Hiểu chưa? Anh Thắng là bao nhiêu tuổi? Dạ, anh biết rồi, anh là người bán con á, hiểu chưa? Anh sinh 2005 hả? Con sinh 2007? 2008. Con sinh 2008 là con chưa đến tuổi. Nó to lên bé không phải nó lớn lên, mọi người chia sẻ không để cho mọi người cảnh giác. Rồi anh Thắng bắt con đi một xe gì? Đi xe hơi hả? Đi xe hơi ra mấy chỗ? Chỗ xe 4 chỗ rồi đi trên xe mấy người? Mày ba người là chung đồng bọn con Thắng này rồi sao? Bây giờ phải là biết nhà cửa nó đâu? Nó lớn lên, anh Thắng ở đâu? Dạ, ở bên ngoài Đồng Nai, nhưng mà giờ anh có cái cam. Biết rồi, mẹ cha mẹ anh ở đâu? Bây giờ con phải biết anh Thắng mặt mũi, con phải bắt tôi thì chỉ nào lại công an trình báo. Cái đó là anh Thắng là bán người rồi. Bán người á, hiểu không? Rồi qua bển con làm, ở bên đó làm sao, nó nói nghe coi. Qua làm gì, nó bắt làm gì? Là mắc áp tình cảm không? Đó, áp tình cảm là lừa đảo Việt Nam, mà lừa đảo bằng cách nào? Dạ, thì nó bắt mình là bế bắt kiếm được một cái người đó giống như là chào đi rồi xong thì làm sao mà chơi người đó yêu mình, mới xong đưa vô áp. Vô áp của thời gian. Rồi sao nữa? Rồi xong cho người ta nạp tiền vô đó. Rồi nạp người ta thu, không đủ được nhiêu tiền rồi đủ được người Việt Nam thì đủ tiền, đủ kiều hay là đủ người Việt Nam? Con nước ngoài là người Việt kiều không? Dạ. Con đủ hết nhiêu tiền rồi? Dạ, 100 triệu rồi, con không dám. Không dám không? Không làm nữa, không chịu làm luôn. Con thấy ép qua con làm không? Rồi lừa hết 100 triệu hả? Lừa bao nhiêu người? Nó sao? Nó chẳng có gì tâm nữa, nó chỉ bắt cuốn vàng thôi. Vậy bằng cách nào? Dạ, bắt chạy bộ với lời phơi nắng. Chạy bộ phơi nắng hả? Đèn với con đen nè. Phơi, chạy bộ phơi nắng rồi nó trắng, bé trắng giờ đen luôn rồi. Đó, đeo con đen giống ba mẹ. Nếu bây giờ nha, bây giờ chú hỏi được hỏi nó cho ăn uống sao? Ăn uống thì nó cho xíu tiền ăn, còn không mua hả? Tiền cho con mua. Nhớ thương hả? Cho là ảnh đưa tiền
rồi mấy người đâu có hại con không? Nó đánh như lá bùng, đánh như lá bùng. Ai cái chuyện người Việt Nam thì không chia? Người Việt Nam ở đâu? Nó lớn lên, còn lớn lên. Rồi cái anh thắng này anh bắt con là tại đâu? Việt Nam là tại đâu? Bắt tại đâu? Dạ, nhà phú giáo hả? Cái điện gì không? Vâng. Nó chích con được 2 lần, xong nó thấy con kiểu nọ chích được kiểu nọ nó xỉu á. Ờ. Nó phạt luôn, nó phạt chạy với lại hơi nắng luôn. Ở bên đó con thấy mà nhiều ca mà bị đánh mà tắt thở không? Có. Có rồi nè. Chị cầm cái tiền ở phòng cho không? Vâng. Nó bị chích tiền hết không em luôn. Rồi sao? Bắt lột rồi ra chích hết luôn. Chị nó chịu hết nổi thì chị nó nhảy lầu luôn. Nhảy lầu luôn hả? Ghê. Rồi bây giờ sao vậy? Rồi giờ chị giờ đang ở đâu, có người nhà nhận chưa? Con cũng không biết. Có người nhà chưa? Không, rất lẽ chả mang không thấy Trung Quốc không? Ông chủ là người Trung Quốc không? Rồi ở trong đó nó cho mình trốn được. Đóng điện cho nó hả? Rồi hiện nay là ở bên vườn Việt Nam mình mới bán con nó nhiều không? Một trong tay năm mấy người mà bao nhiêu công ty? Nhiều lắm. Tầm 8 tầng mà mỗi tầng là mấy cái phòng. Vậy bây giờ con sợ chưa? Trong công ty vô không nghe lời bà ba mẹ? Con nhà cháu. Ờ. Chứ sao con nghe lời ba mẹ? Người trong kia. Đó, mọi người thấy là mọi người chia sẻ dùm hiện nay là sinh 2008 hả? 2008 năm nay 16 sinh tháng mấy là nhà mấy tháng mấy? Nay 16 rồi. Còn mà đi qua đây ba 4 tháng rồi. Thấy thế giờ mình nghe lời ba mẹ bút đi đâu mới nghe lời ba mẹ. Nhất là mẹ khóc riết lên đến học chú Hải khóc ôm sờm hết. Đó. Ủa rồi tao hỏi chị con chị mà lúc mà anh đòi chuộc 10.000 đô á là chị có đi báo công an phường xã gì không, địa phương không? Có ra báo công an xã nói là công an xã không giải quyết được. Lý do sao giải quyết được? Nó là cái này không có thuộc về trách nhiệm công an xã. Rồi có lên huyện không? Có, cũng có lên huyện, huyện mới là ta báo xã trước, xã rồi. Không tiếp nhận. Rồi sao nữa? Xã mới nói là cái này bên đó ta không giải quyết được, ta kêu là tự về kiếm tiền đi chuộc đi. Chứ bên đó không có thuộc địa phận ta, ta không có giải quyết được. Trời đất là khổ rồi. Bây giờ bà con có con em mình phải dặn không cho nên lên xin lập trên mạng. Trên lập trên mạng là hiện nay là rất đau khổ. Ở bên Campuchia là giờ xứ là xứ tự do mà, thấy không? Xứ là xứ đa đảng tự do rồi. Nên giờ khó lắm, thấy không? Nên giờ mỗi lần ai đến đây nhờ thì chỉ phải là cứu cầu chi cực khổ lắm. Nhưng bà con có con em bị bắt qua cầu chi kêu chuộc, không có cầu đồng chuyển tiền, không nghe lời ai trên mạng xã hội, nghe lời ai trên mạng cho là tầm mệt lắm. Có gì đến đây gặp thì chỉ phải gặp người thật thì thật sẽ cứu dùm cho con em gì nha. Chứ bà con mà tự động chuyển tiền khoản là một tội phạm của người, làm ép con mình phải chuyển tiền qua nhưng mà mình làm là không về. Nó chưa nhận được, chưa được, nếu con hiểu vấn đề không? Nó ép mình, nó ép là trả tiền đó. Mỗi lần mà con nghe điện thoại gì, điện thoại nhà là mấy người đứng xét con. Sẽ ép con mấy người. Nó lớn lên, con nói nhỏ quá. Gần chiều là lúc là công an vô được không? Lúc là công an, ý là chú Hải nói là công an đang gửi giấy vô đó, hình ảnh của con vô. Thì lúc đó nó vừa thấy giấy con xin nó, nó bắt con về phòng, nó hỏi con là tại đăng rồi con không trả lời. Đăng cái gì? Tại đăng lên báo tổng á. Rồi. Xong cái con trả lời thì cho con gấu chủ quản á, cũng mới đá con rồi cũng đá được. Rồi, xong con nằm xuống trả lời xỉu. Xong con mất con, tôi đứng dậy không biết vậy. Để cho nó chặt đi, nó chặt là nó bị ủ cờ luôn. Cho con lấy. Nó hù dọ con á, hiểu? Nó hù dọ đó. Con
quỳ thì nó cho con đi mà. Xong rồi con cũng mở cửa điện, điện hồ thì đến con đi quỳ thì công an đập cửa ập vô á, rồi chủ mới lo con ngồi dậy, nó kêu thì nó đi. Có bà chủ hả? Bà chủ người gì? Dạ bà chủ người gì? Bà chủ người Duyên hả? Là chồng của vợ của Quốc hả? Rồi ở bên đó nó đánh người dữ không? Hay đánh người vô không? Nó bởi kiếm luôn hả? Ở dùng bên đó là đồ ép, độc lắm, y như cường mây đỏ luôn. Y như cường mây đỏ hả? Nên mọi người có con em mình là vợ, làm cha làm mẹ, không cho con em mình sinh tật mạng, không nghe mình đi mà liên cao. Nghe đi liên cao là nói chung là con mình bỏ mạng bên bệnh. Nói thẳng là bỏ mẹ một chồng kia. Đó, nên mọi người vâng hãy cảnh giác ha. Cảnh giác trong đời này. À, bây giờ con có bắt đầu lời con nói cho cộng đồng mạng nghe, cộng đồng mạng đừng có cho con em mình qua bển, đừng tin làm trên mạng, đừng nghe lại bạn bè xuống mình, bạn bè mình bán mình, nói cho mọi cảnh giác. Bên Campuchia nói đi, bên Campuchia nói đi, con nói đi, nó lớn lên con phải cảnh giác cho mọi người, không có chúng mình, con nói đi, nó lớn lên. Có gì xin việc làm đến công ty để tuyển nhân viên lao động nha, chứ không có tự động mà nghe việc làm trên mạng. Trước đây trong Facebook việc lương cao là bị một tập đoàn buôn người nó bán người, bán vào tập chia nha. Đó, nên mọi người mình bà con hãy cảnh giác thì tôi này. Thôi bây giờ chỉ có lời chỉ nói để mọi người cảnh giác. Thì nó lớn lên. Thôi rồi. Thôi thôi gì ông xã nói đi. Ông xã nói gì đi đấy. Có công anh ơi là muốn nói đến với bà con. Đừng để con em mình mà nó nghe lời mẹ xấu đi qua bên kia là khổ lắm. Thì người ta dùng gỗ qua bên kia tán vỡ lời. Alo. Các chưa biết ở đâu. Có dinh điện rồi anh đang ấy rồi cũng rồi. Nói chung ra bây giờ sự việc là bà con nên có con em mình, nhất là cha mẹ là chú bác thì dẫn con em còn nhỏ dạy, không cho nó lên trên Facebook, trên mạng xã hội, trên mạng. Nói chung không nói hoài, nó bán qua người qua cấp chia. Đó, mọi người là vâng chia sẻ. Chia sẻ với mọi người thì rất là đau khổ. Bây giờ ca là ca cuối cùng rồi, giờ thì là gần một giờ rồi, anh em còn ở đây, anh em còn ở đây rồi giúp người ra. Đó, nên mọi người hãy cảnh giác nhiều hơn nữa để cho con em mình không bị mắc tiền nhé. Nhiều người hồi trước mời có 2-3 ca lại đây tự động chỉ trì, người chỉ mất 8 triệu, người 100 triệu, người 120 triệu, rồi người 60 triệu tự động chỉ trì mất tiền, nó gì thấy không? Mọi người có con em mình bị bán qua Campuchia không nên tự động chỉ trì nha. Tại vì con em mình đang ngồi nói mình nói chuyện về nhà, con em mình đang nói chuyện nhà là có 2 thằng F là chuyển, bắt con em mình nói chuyển tiền cũng mất tiền đâu, nhưng hợp chắc là chuyển là mất tiền luôn, là không có gì được ha. Đó, có ông ở Vĩnh Hải thì rồi chuyển 140 triệu đâu có gì được đâu. Đó, nên mà con rất là bưng, không có tự động chuyển tiền, có đến đây gặp người thật gì thật thì chị Vĩnh Hải giúp cho con em mình được về Việt Nam ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người hãy chia sẻ để cho con đồng mạng biết, để con em mình không bị dính bẫy qua công chia. Rồi đó, mọi người hãy chia sẻ. Còn bây giờ cho bài cho thì có nói gì đôi lời không? Cũng cảm ơn đội ngồi xuống đi, ngồi xuống, 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 ngồi xuống. Hôm nay là ngày vui, là được con đã về cho mọc với gia đình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn.